Thưa quý vị, ngày 20 tháng 11 hàng năm là dịp để xã hội bày tỏ sự tri ân, biết ơn đến đội ngũ giáo viên, những người lái đò trên bến bờ tri thức. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Về phía Quốc hội có Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh. Buổi lễ còn có sự hiện diện của 400 nhà giáo tiêu biểu, đại diện cho hơn 1,6 triệu giáo viên cả nước. Thời gian qua, ngành giáo dục chứng kiến nhiều sự thay đổi biến động. Sự thay đổi các điều kiện dạy học do đại dịch và cả đòi hỏi đổi mới tất yếu về phương pháp chương trình dạy học. Thay đổi ngày càng nhiều, kỳ vọng từ xã hội ngày càng to lớn, giáo viên không tránh khỏi áp lực. Sự thấu hiểu sẻ chia từ xã hội là nguyện vọng và cũng là động lực của những người làm nghề giáo. Từ xa xưa, cha ông ta đã có câu, muốn qua sông thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Để nhắn nhủ chúng ta phải luôn tôn trọng, quan tâm, chia sẻ, đồng hành với thầy và với cô. Đối với các em học sinh, tôi mong rằng các em hiểu được tình cảm, sự hy sinh, vất vả, cống hiến hết mình của các thầy, các cô để cố gắng hơn nữa trong học tập, rèn luyện, rèn đức, rèn tài, nâng tầm tri thức. Mỗi nhà giáo thì cũng đang nỗ lực hết sức mình để cống hiến cho đối với giảng dạy, tạo ra các cái lứa học sinh cũng như là tạo ra một cái nguồn nhân lực để đáp ứng được cái yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, mà họ cũng có thể là sẵn sàng chưa quan tâm gì nhiều đến cho cái bản thân mình. Rất nhiều thầy cô, đặc biệt là các thầy cô giáo ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo thì có cái sự hy sinh rất là lớn. Cả nước hiện có hơn 1,6 triệu nhà giáo đang làm việc trong cả khối công lập và ngoài công lập, từ mầm non tới đại học, phổ thông đến hệ thống dạy nghề. Sự quan tâm tới việc tăng chỉ tiêu biên chế cho giáo viên, những chính sách đầu tư phát triển cơ sở vật chất trường lớp và điều kiện làm việc, đặc biệt là chủ trương tăng lương cơ sở và điều chỉnh phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo sẽ được thực thi từ mùng 1 tháng 7 năm 2023, là sự động viên kịp thời và thiết thực đối với đội ngũ nhà giáo.